Xin chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và trong ngày hôm nay thì Sốc Kiên Trung rất vui mừng trở lại để giới thiệu với các bác một cặp loa của hãng Technic. Cặp loa có tên, có model là SB8000. Rất nhiều các cái trang mạng trên thế giới đã ca ngợi cái cặp loa Technic SB8000 này về cái độ độc đáo, về hình thức cũng như là thiết kế rất là sang chảnh, và đặc biệt là chất âm của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Ngày hôm nay Sốc Kiên Trung làm video này với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để giới thiệu với các bác về cặp loa này, cấu hình nó ra sao, tại sao nó lại hay đến như vậy. Và mục đích thứ hai là đây cũng là cái bản test để gửi cho bác Quấn ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, vì bác đã đặt cọc cái cặp loa này rồi, và Sốc Kiên Trung sẽ đóng thật kỹ càng và gửi cho bác trong một vài ngày tới. Trước mắt các bác là cặp loa SB8000. SB8000 thì có cấu hình là có chiều cao là 1m, chiều ngang là 53cm và chiều sâu là 45cm. Loa có trở kháng 8 ohm, công suất 200W một chiếc, độ nhạy 93 dB. Loa thì có cân nặng là 46kg một chiếc và 92kg một cặp. Sở hữu là một bát 40, gồm 4 lây, một bát 40, màng giấy gân cao su non, hay em vẫn còn gọi là gân da lươn, và một chung 16cm. Con chung này là chung trầm và chung cao là 8cm, và điều đặc biệt thì nằm ở con chép hộp ở phía trên đỉnh của nắp loa. Theo như công bố của sản xuất thì thép loa là được làm bằng lã dẫn động toàn bề mặt với cái tần số lên đến 125 kHz, nghĩa là cái tần số nó rất là cao, cho ra những cái giải thép cực kỳ sắc nét, tinh tế mà không chói gắt. Hiện tại thì Sốc Kiên Trung đang ghép với một con lâm ly đờn nông rất là nhỏ thôi. Các bác nào chơi âm thanh và đã chơi nhiều dòng đờn nông thì biết rằng là con đờn nông trước mắt các bác là một con đờn nông PMA 300Z. Con lâm ly này thì chỉ có công suất tiêu thụ điện là 42W. Nó đánh 4 sò Motorola chân vàng, và công suất ra một vế của nó là 22W cho một vế 8 ohm. Hiện tại đang ghép với con lâm ly một cặp loa mà công suất 200W, nhưng mà nó vẫn ra đều 3 tải và chi tiết rất sắc nét và đủ lực để tải cặp loa này. Không nói nhiều nữa thì bây giờ hiện video này thì em mời tất cả các bác thẩm âm cặp loa này và ngắm nhìn cặp loa này. Nhân đây thì cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác đã ủng hộ Sốc Kiên Trung trong suốt thời gian vừa qua. Các bác nào đang xem kênh mà chưa đăng ký thì xin vui lòng hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video clip tại Sốc Kiên Trung được phát sóng hàng ngày. Và các bác hãy nhấn một nút like để cho tất cả các cái video clip của Sốc Kiên Trung đến được với nhiều người hơn. Xin cảm ơn các bác. Và sau đây mời các bác xem nghe thẩm âm cặp loa này. Oh,
Tuyệt vời các bác ạ. Ngoài ra thì Shop Kiên Trung còn rất nhiều các cái sản phẩm khác. Các bác có nhu cầu về sản phẩm âm thanh bãi thì liên hệ trực tiếp với Kiên Trung theo số điện thoại 0968 366 369. Video của ngày hôm nay em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.